Trận đấu diễn ra giữa Nam Nhanh và Úc Rừng. Trận bóng số điểm Nam Nhanh 1-0. Bóng còn trắng bóng tốt trở điểm cho Úc Cường 1-1. Quá hay, quả bóng tốt của Đông Đông. Điểm Nam Phô Tô 2-1. Ở Nam Nhanh, xin lỗi. Nhìn chữ Nam Phô Tô đọc lộn. Điểm Phú Cường 2-2. Đập bóng tốt. Điểm Nam Nhanh 3-2. Bóng tốt. Điểm Nam Nhanh 4-2. Bóng không sang lưới. Điểm Nam Nhanh 5-2. Bóng ngoài. Đội điểm cũng gồm 3-5. Phát bóng ngoài. Đội điểm Nam Nhanh 6-3. Chắn bóng tốt. Điểm Nam Nhanh 7-3. Đổi điểm cho Úc Cường 4-7. Quả tốt. Điểm Nam Nhanh 8-1. Chặn bóng tốt. Điểm Nam Nhanh 9-4. Bóng qua. Thủ tốt. Đấm đất. Quá khéo các bạn ơi. Bỏ bóng tốt. Điểm Nam Nhanh 10-4. Đập bóng tốt. Đội điểm cho ông cờ 5-10. Bóng không sang lưới, đội điểm cho Nam Nhanh 11-5.
làm bóng ngoài đến tiếp 12 năm. Chặn bóng tốt đến lên hàng 13 năm. Đặt bóng tốt của anh Nhí, đội điểm của Cường 6-13. Đặt bóng tốt, điểm tiếp cho Cường 7-13. Quá hay, một pha xử lý tốt của Đông Đông. Điểm Nam Nhân 14-7. Chắn bóng tốt, điểm Nam Nhân 15-7. Lưu ý điểm cuối xếp 1. Mình nghĩ là không tốt, quá lẹ. Điểm 8-15 cho Úc Cường. Bóng ngoài, điểm tiếp cho Úc Cường 9-15. Phát bóng ngoài, kết thúc xếp 1, Nam Nhân tại những trước 1-0. Để luôn đi. 0-0, xếp 2 bắt đầu. Điểm 1-0. Để đi anh, rồi cảm ơn nhiều. Cũng mà kêu để luôn đi. Một không. Ba cậu. Xử lý bóng tốt của mình nhé, điểm 1 đều, chốt gần. Đạp bóng tốt của Lâm. Điểm 2-1. Nghiêng về Nam Nhân. Điểm tiếp cho Nam Nhân 3-1. Có bóng không thắng lưới, đội điểm trong Cường 2-3. Bóng không thắng lưới, điểm Nam Nhân 4-2. Này bảo nhỏ, này bảo nhỏ. Điểm Nam Nhân 5-2. Đạp bóng tốt, đổi điểm cho ông Cường 3-5. Áp thấp nhiệt đới nữa, cái này sao? Bảo luôn đi. Áp thấp nhiệt đới gì nữa, bảo luôn áp thấp nhiệt đới gì nữa. Kỳ nọ, đó chứ. Bảo nó qua liền chưa? Bóng còn, kẹp không? Vẫn còn kẹp. Quay mà hay quá rồi. Là chồng Út lên nữa rồi. Bóng ngoài, vừa một tí luôn.
điểm 4 năm. Anh Hà Lan cho ông cũng lên rồi. Ừ, sung sung rồi. Sung rồi đó. Ừ. Đó. Sung rồi đó. Quá ghê vậy. Nè, từ từ, từ từ. Đâu. Xử lý bóng tốt của Tuấn Anh. Điểm 5 đều. Ừ. Ừ, la cho ông Út lên. Chết. Chết. Nãy giận lúc ổng xìu xìu la cho ổng lên chút rồi. Ôi giời. Rất tiếc bóng ngoài các bạn ơi. Chặn bóng tốt. Điểm nâng nhanh 7 năm. Đập bóng tốt của mình nhí. Đã điểm cho Úc Cường 6-7. Điểm tốt cho Nam Nhanh 8-6. Bóng cò. À đây, đông đông. Thủ tốt của anh Út. Quá hay rồi. Trời ơi, đúng lên luôn rồi. Bóng tốt của đông đông. Điểm chính xác. Phát bóng không thừa lưới, gỡ điểm cho Út Cò 7-9. Đông đông. Đập bóng tốt. Điểm năm nhanh 17. Dù muốn bảo bảo không sợ ra ngoài không thể đất lát nó bảo lắm. Chở ông về luôn. Chặn bóng tốt. Điểm năm nhanh 11-7. Đổi điểm cho Út Cường 8-11. Quá ghê. Trời ơi. Mở máy anh Út, mở máy các bạn ơi. 9-11. Máy này mấy dầu mở ơi. Pha bóng không trả lưới. Điểm cho Thanh Nhân 12-9. Đập bóng rồi trắng ra ngoài. Điểm Út Cường 10-12. Phá bóng không trắng lưới. Điểm Nam Nhanh 13-10. Ba cậu. Đập bóng tốt. Điểm Út Cường 11-13. Bảo bắt 10. Bảo luôn. Ừ, bảo luôn. Quá tốt rồi. Trời ơi, bảo quá tốt các bạn ơi. Đông đông. Trời ơi. Một pha lừa trắng các bạn ơi. Đập bóng tốt của đông đông. Đông quánh hai tay luôn các bạn ơi. Điểm 14-11. Quánh hai tay nha các bạn. Khó mà là trắng lắm nha. Quá tốt, lại là một pha trắng bóng tốt của thầy Đông. Điểm 15-11. Điểm cuối, xích 2. Ai đây, ai sẽ làm gì đây? Nhất, bóng còn nữa.
mình nhảy nhạc coi. Kết thúc trận đấu nha các bạn, nhanh nhanh thắng cuối cùng 2-0.